Chào các bạn nhé, hôm nay điện thoại Việt Nam.com xin giới thiệu các bạn sản phẩm iRepair MS1 đế tách nhiệt main. Với đế tách nhiệt main này thì được hỗ trợ rất là nhiều các đời khác nhau, được nâng cấp cái đế phụ sau này lên các đời mới. Các bạn có thể nhìn thấy là đế tách nhiệt main này cắm điện vào và lên nhiệt nhanh chóng, không lầy ban, không bị sốc nhiệt, độ đỉnh cao, hiệu quả. Được support từ X cho đến 13 Pro Max với thời điểm hiện tại, đến làm CPU vệ sinh, home face và một cái thanh nhiệt nhỏ thì các bạn có thể thấy là gồ lên để các bạn có thể là đóng trợ các loại hạt cáp mic mà không cần phải khò, hay là các loại face ID làm A thì trợ nhiệt cho các loại Android đóng để hạn chế mất chân, ít phải khò nhiều, dễ bị nổ. Hiện tại thì có rất nhiều loại với thanh nhiệt thanh chạy xanh, hiệu quả di chuyển nhiều nơi. Điện thoại Việt Nam.com chúc các bạn hạnh phúc.